Rồi, Đại Bà Thanh Tính em xin chào bà con, cô chú, anh chị gần xa nha. Hôm nay tiếp tục về bà mới anh chị em ơi. Nói chung bữa nay về còn về cũng rất là nhiều đó. Nhưng mà có anh chị nói chung là ở gần đây cũng trả lời ủng hộ giùm hết mấy con rồi. Nên hiện giờ còn 5 con bò đó anh chị em. Nên em lên clip cho anh chị em tham khảo nha. Em quay từng con, từng chi tiết cho anh chị tham khảo giùm em. Địa chỉ của em ở đây là ấp 4, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Số điện thoại là 0389047298 nha bà con ơi, chú anh chị. Nói chung là bò ngày nào cũng có về á anh chị em ơi. Mà có cái là mình ngày nào mình cũng có ca da ga vô á. Đôi khi bò về rồi em chưa kịp clip rồi em bán luôn á. Bán thì cũng nhờ anh chị em gần xa nhờ lại ủng hộ mình. Thì bây giờ hiện trại còn 5 con đó. Thì em lên clip cho anh chị em tham khảo nha. Đây, đầu tiên là em sẽ quay con số 1 nha anh chị em. Đây, con mới về đây. Con số 1 là con kem. Con kem trắng nha. Độ tuổi 7 tháng rồi. Chiều cao 1m1 nha anh chị em. Con bò là đòn cực kỳ đòn dài luôn nha anh chị em. Đây, em sẽ quay chi tiết từng cái mặt mỏ lên cho em tham khảo nha. Từng cũng yếm luôn. Chân cẳng rất là thẳng đẹp nha anh chị em. Không trầy xước nha. Không tạc lỗi nha anh chị em. Ở đây là bà xã bao tạc lỗi. Dàn đầu con bò này rất là đẹp nè. Dàn cổ rất là đẹp luôn. Này, nó ngóc cổ lên cho em thấy không, rất là gút nha, cổ gút đó. Chiều cao là 1m1, độ tuổi 7 tháng nha anh chị em. Đừng mỏ nè, cực kỳ ăn giỏi luôn. Ở đây là sẽ bao tạc lỗi nha anh chị em đó. Em sẽ quay cho anh chị em xem kỹ giùm em, rồi anh chị em gần xa coi có dự ý ưng ý con nào đó thì alo trực tiếp với số điện thoại của trại giùm. Số điện thoại này có xài Zalo luôn nha anh chị em. Đây, chiều cao nó đây, trên cái thịt nha, mông cực kỳ đẹp luôn. Ở đây là bà nói chung là ở đây trại là bắt bò tiễn nha anh chị em, tiễn lựa, cho nên từ nói chung là có cái giá thôi chứ không có nói là chê được nha anh chị em. Cạnh đuôi nè, cạnh đuôi trên bờ lưng rất là to nha, dàn dai, dàn mông em và dàn lưng nè anh chị em ơi, dàn dai nè, sẽ bao hở dai nha. Ở đây thì lúc này cũng lựa con bò phải hở dai hết, nói chung là dai đôi đích đôi hết, dàn cổ ngay. Sau đây em báo giá con bò luôn, bò số 1 luôn, 20 triệu nha bà con chú anh chị. Giá tại chuồng là 20 triệu, rồi tuổi 7 tháng, chiều cao 1m1, có giá là 20 triệu nha, cực kỳ pin đẹp luôn, rồi tuổi 7 tháng, sẽ bao tật lỗi, bú khốt phòng búng gì cục đuôi gì sẽ bao hết nha anh chị em. Đây em sẽ quay kỹ cho anh từng chi tiết cho anh chị em tham khảo. Con bò này nói chung là chỉ có cái giá thôi chứ mình không có nói là chê được nha anh chị em, mà giá lúc này con bò này cũng dễ nè. Nói chung là 20 triệu là cũng xài cũng ok đó anh chị em ơi. Tiền nào của đó à, nói chung là mình bắt đẹp thì sau này mình bán không đồng tiền cũng đẹp thôi. Với hai nữa nó không nhót bò mình, nó không còn mất sức nữa. Cạnh đuôi nè anh chị em thấy không, cạnh đuôi rất là to. Có quan trọng là con bò F2 là cạnh đuôi bự nè đó, mà nó nằm trên bô lưng nha anh chị em. Chứ từ con mẹ xin là nó không có được nằm trên bô lưng gì đâu. Chân móng đây em quay kỹ lại cho anh chị em thêm xà khảo nha. Và tiếp con số 2 là con bê bê đậu nè anh chị em ơi. Nói chung chị này là bán cho mình là bán mối nè đó, bắt của chị hoài luôn, có bò là chỉ trừ cho mình không à. Cũng rất cảm ơn anh chị đã để mà bán rồi để làm giữ mối cho trại. Người ta con bò đẹp như vậy làm sao mình mua ép người ta được, bởi vì đôi khi là đẹp thì phải mua đồng tiền cao anh chị ơi, rồi chi phí về trại nữa. Chiều cao nó là 1m1 rồi nha, độ tuổi 7 tháng, dằn dai nè, trời ơi dằn lông nó là mịn trơn bóng lưỡng hả anh chị em ơi. Không có nói chê con bò này được nha. Vừa xuống bò mình dội chân móng, mình quay kỹ lên clip cho anh chị em tham khảo nha. Độ tuổi nó 7 tháng rồi, từ cái dằn móng luôn nè. Chị em mình anh chị nhìn nó kỹ lắm, bởi con bò người ta không trầy xước luôn á. Dằn mặt nè, 3B mà mặt nó cực kỳ đẹp luôn. Mỏ rất to luôn, cổ út nha anh chị em. Mặt mỏ rất là đẹp, mặt nó như con kem luôn. Đó anh chị em thấy không, chiều cao là 1m1 rồi nha. Dằn dai nè, dàn dai hở luôn nha anh chị em. Đó, dàn dai đó nè, hở dai, cực kỳ hở dai luôn. Dàn mông hở chê anh chị em ơi, nó đặt bò, con bò này nó đặt dữ lắm luôn. Nó mới về, nói chung nó đứng cứ ngơ chơi ngay ngắn đó. Để em quay kỹ cho anh chị em tham khảo nha. Đó, hở tiết luôn, dàn mông. Dàn mông nó đặt lắm anh chị em ơi. Con bò là ghiền luôn. Ít có cái mẫu như vậy lắm nha. Bây giờ kêu em đặt thêm con về kiếm cũng hơi khó nha anh chị em. Dàn dai quá trời, dàn dai luôn, gan mình không hết anh chị em ơi, quá trời luôn. Cứ dày ra nữa mà nuôi lái nào vô chê được anh chị em. Hỏi sao mà nó không mau lớn.
tại vì vàng da nó mỏng, mỏng khé luôn, từ con mẹ 3B luôn nha anh chị em. Chiều cao 1m1, tuổi 7 tháng. Có giá tại chuồng là 21 triệu nha bà con, cô chú anh chị. 21 triệu giá tại chuồng. Rồi chân nó nè, ghiền luôn, chân thẳng gan luôn. Mình mong là anh chị em ơi, 4 tắc không bao giờ hết nha. Nó đặt bò, cái độ đặt đó. Con bò mình nó có độ đặt là được bao không bao giờ nhót. Nó đặt bò lắm mà nó không nhót nha anh chị. Vì nó cứng tháng nữa, không bao giờ nhót. Và số 2 là có giá 21 triệu là con bê đen. Đen xì lì luôn, không có một tì vết bông nào hết nha anh chị. Đen mung luôn. Tiếp con số 3 là con xám. Con xám này độ tuổi hơn 7 tháng rồi anh chị em ơi. Bữa nay nó lên bò một cái luôn, nó lực lưỡng. Mình thấy nó ăn rồi nó lên mình biết luôn anh chị em ơi. Chiều cao 1m1. Độ tuổi con bò này cả 7 tháng rưỡi luôn. Không có 7 tháng đâu, tại vì nó bự bò lắm không. Ăn rất là giỏi luôn. Có giá 22 triệu nha anh chị em. 22 triệu. Giá tại chuồng là 22 triệu. Con ba bê đen 21 triệu mới về. Con này 22 triệu. Con số 3 là 22 triệu. Mong con nào như con đó anh chị em thấy không? Nó đặc. Không có nói chê được. Nó cái giá thôi anh chị em ơi, chứ không có chê được nha anh chị em. 22 triệu là con số 3. Con số 4 là con bông nè. Mẹ nó ba bê đen luôn mà nó ra bông nè anh chị em. Chiều cao 1m1 luôn. Trạng tuổi là 7 tháng luôn. Cái con bò này chạng với nhau không à anh chị em ơi, tại đây bắt bò lớn tháng không mà nha. Nhỏ ở đây là không có. Tiền nào của đó thôi, nói chứ mình bắt bò cứng tháng thì mình nuôi nó cứng bò nó không có nhót. Không có bị rớt bụng nha anh chị em. Chứ mình đừng có ham bắt con bò rẻ tiền. Rẻ tiền em nói anh chị em nè, có anh chị em điện hỏi có mẫu 12, 13, 11, 12 không? Xin thưa là tại em không có nha. Tại vì hồi đó giờ không có bắt không mấy cái mẫu đó. Ở đây nó hàng lịch như vậy không, anh chị em đem về cái hàng đó thì sao ta coi ra không ai dòm tới luôn. Ai cũng so bò thôi. Có giá tại chuồng là 24 triệu nha bà con cô chú anh chị. 24 triệu. Ủa 22 triệu. À, xin lỗi, 22 triệu. Nó lộn rồi anh chị em ơi. 22 triệu giá tại chuồng. Con số 4 có giá 22 triệu. 22 triệu giá tại chuồng nha. Khung bò không thể chê được, đòn cực kỳ dài, cổ ngay luôn. Cái con số 5 là con bê xám. Chân móng mà chắc giờ nó ăn là nó cắm đầu cắm cổ nó ăn nè anh chị em ơi. Chiều cao cũng 1m1 rồi. Con bò này người ta cho ăn nước rồi nha anh chị em, dỗ nước rồi nha. Có hèm hay là cơm nguội hay gì đó anh chị em bỏ vô nó uống thấy thương luôn nè. Chiều cao 1m1 luôn rồi. Độ tuổi cũng 7 tháng, 7 tháng mấy rồi, con bò này trong cứng tháng rồi nghe anh chị em. Nói với con xám kia là trạng tuổi luôn. Có giá tại chuồng là 22 triệu luôn rồi con, cô chú anh chị. 22 triệu. Ra con. Ôi chắc giờ câu đầu nó ăn thấy thương luôn. Bởi vì ăn sạch bán luôn anh chị em. Ở đây tụi ở trại em này rất là thiếu ăn. Nói chung là bắt bò ở đây chỉ nó đủ cỏ là ok thôi, chứ không có còn sợ nhót nghe anh chị em. Thôi em quay lại cho anh chị em xem, đây là con bò 3B xám là giá 22 triệu nè. Con bông cũng 22 nè. Con số 4 22 nữa nè. Số 3 cũng 22 triệu nè. 22 triệu. Con số 2 3B đen 21 triệu. Chiều cao 1m1, độ tuổi 7 tháng, 21 triệu. Còn con kem trắng có giá là 20 triệu nha bà con cô chú anh chị. Thì trại em sát lỗ lớn luôn, là anh chị em có đi gần thì mình chạy lên mình xem cho nó dễ từng chi tiết nha. Còn nếu xa thì mình không biết đường đi thì bấm lên Google đó, rồi em sẽ có định vị sẵn rồi anh chị em chạy lại là nó sẽ ngay thôi, định vị trên Google Maps rồi. Rồi sau đây em xin chào và hẹn gặp lại cái video sau ạ. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ trại bò Thanh Tính nha bà con cô chú anh chị. Rồi em xin chào ạ, hẹn gặp lại cái video sau ạ.